Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta sinh ra đều không có ai hoàn hảo. Mỗi người đều có những điểm mạnh, điểm yếu của riêng mình. Có những người giỏi tính toán nhưng lại không khéo léo trong giao tiếp. Lại có những người tuy có vốn kiến thức phong phú nhưng lại không biết làm thế nào để diễn đạt cho người khác hiểu. Và chính bởi thế mà đôi khi con người phạm phải những sai lầm. Đó là điều cũng dễ hiểu và thông cảm. Thế nhưng có những sai lầm chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm, bài học và rồi sửa chữa được. Nhưng cũng có những sai lầm chỉ lưu lại sự luyến tiếc sâu sắc, rất khó để sửa sai. Đời người tốt nhất đừng để mình phạm phải 3 sai lầm sau đây. Mắc một trong số ấy thôi cũng đủ mang họa cả đời. Những sai lầm đó là gì? Hãy cùng với Ngẫm Sự Đời tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Cái sai thứ nhất, sai nền tảng. Thành công luôn là đích đến của mỗi người trong cuộc sống. Cuộc sống luôn có những khó khăn thuận lợi chia đều cho mỗi người. Vì vậy, cần biết vượt qua những khó khăn, tận dụng những thuận lợi để đạt được mục đích của mình. Nền tảng tri thức, kỹ năng chính là thứ công cụ hữu ích nhất giúp con người thành công. Những năm vừa qua, trên các diễn đàn giáo dục của các trang mạng xã hội, rất nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa hai luồng ý kiến. Thứ nhất, không cần học đại học vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thứ hai, bằng đại học là chiếc phiếu bảo hành trọn đời của một người. Kỳ thực những quan điểm này đều có cái đúng, nhưng chưa thực sự hoàn thiện. Chúng ta có thể không học đại học, nhưng dù là làm nghề nào cũng cần phải học kiến thức thì mới có thể có được nền tảng vững vàng. Chẳng hạn, bạn chọn nghề làm đẹp cho người khác thì cũng cần học về da, về các loại mỹ phẩm như thế thì mới có được kiến thức mà tư vấn cho khách hàng, đồng thời tạo dựng được lòng tin, uy tín lâu dài đối với họ. Kiến thức thì lại giống như một tấm giấy thông hành giúp cho ta bước vào cuộc sống. Ai càng có nhiều vốn hiểu biết, người ấy càng dễ nắm bắt được nhiều cơ hội trong cuộc sống. Học sinh cần học hỏi những kiến thức trong sách vở để đạt được kết quả cao trong học tập. Giáo viên có kiến thức sâu rộng về chuyên môn cũng như kiến thức xã hội sẽ có thể tự tin đứng trên bục giảng truyền đạt cho học sinh. Nắm chắc kiến thức cơ bản giúp mỗi người tự tin hơn trong công việc. Từ đó có thể sáng tạo và phát triển ra những thành tựu đột phá. Có câu nói rằng, bộ rễ yếu ớt không thể nào giữ được cái thân to khỏe. Bạn khó có thể thành công nếu không có một sự chuẩn bị tốt về những kỹ năng và kiến thức nền tảng. Cho nên khi còn trẻ, đừng ngại cho bộ não của mình ăn mỗi ngày bằng cách trau dồi tri thức. Đừng để đến khi đã muộn mới bắt đầu thấy hối hận và nói giá như bạn nhé. Cái sai thứ hai, sai tính tình. Bạn hẳn đã nghe câu chuyện cậu bé, cái đinh và hàng rào rồi đúng không? Xưa thật xưa, có một cậu bé thông minh, tài năng và sáng sủa. Thế nhưng cậu lại ích kỷ và rất là hay nổi nóng, tới nỗi chẳng ai muốn làm bạn với cậu cả. Mỗi khi giận dữ, cậu nói những điều chẳng tốt đẹp gì, làm tổn thương những người xung quanh mình. Tật xấu của cậu bé đã khiến cho bố mẹ của cậu vô cùng lo ngại. Họ không biết phải nên làm như thế nào. Rồi một ngày, người cha mới nảy ra một ý tưởng. Ông gọi con trai mình đến, đưa cho cậu chiếc búa cùng với một túi đinh. Ông nói mỗi khi tức giận, con hãy chạy ra sau nhà và con đóng một chiếc đinh vào hàng rào kia. Cứ đóng thật mạnh vào và đừng ngại gì cả. Hàng rào rất kiên cố, chiếc búa rất nặng. Thế nhưng cậu bé vẫn đóng tổng cộng 37 cái đinh trong ngày đầu tiên. Nghĩa là cậu đã nổi giận rất nhiều lần trong ngày hôm đó. Dần dần ngày qua ngày, số đinh cậu bé đóng lên hàng rào từ từ giảm bớt. Cậu bé bắt đầu hiểu rằng kiềm chế cơn nóng giận còn dễ hơn là đóng đinh lên hàng rào. Cho đến một ngày, cậu không cần đến búa cũng như túi đinh nữa, bởi cậu đã hoàn toàn học được cách giữ bình tĩnh. Cậu tìm đến cha và kể cho ông về thành quả của mình. Đến đây người cha bèn nói, thế thì từ giờ, cứ mỗi ngày nào mà con không hề nổi giận lần nào, hãy nhổ một cây đinh ra. Thời gian dần trôi rồi cuối cùng cậu bé cũng có thể tự hào về bản thân vì đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào gỗ kia nữa. Cậu lại tìm đến cha, hai cha con cùng nhau đến bên hàng rào.
những vết sẹo sau một hồi quan sát cẩn thận, người cha nói: "Làm tốt lắm con trai, nhưng con có thấy không? Dù đã rút hết đinh ra, nhưng trên hàng rào vẫn còn thủng lỗ chỗ. Cái hàng rào này đã không còn giống như ngày xưa nữa rồi." Tương tự, khi con giận dữ và nói những điều khiến người khác tổn thương, những lời ấy cũng để lại trong trái tim họ những vết sẹo, giống như những cái lỗ trên hàng rào này. Hãy nhớ cần đối xử với người khác bằng tình yêu và sự tôn trọng. Bởi vì một khi đã khiến người khác tổn thương, dù con có nói lời xin lỗi đi chăng nữa, những vết sẹo cũng chẳng hề biến mất. Bạn thấy đấy, rất nhiều người trong chúng ta cũng từng và đang giống như cậu bé trong câu chuyện kể trên. Chúng ta dùng sự tức giận khó chịu để đối đãi với mọi người xung quanh và cả những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Nhưng không ai biết rằng hậu quả mà sự tức giận ấy để lại lớn đến nhường nào. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aesop đã từng nói: "Con người cần phải hòa nhã, không nên nóng giận thái quá, vì tức giận thường sinh ra tai họa lớn." Khi một người tức giận, đồng nghĩa với việc tai họa cũng sẽ ập đến, bởi vì tức giận có thể khiến người ta mất lý trí và những quyết định đưa ra theo sự bốc đồng đều là sai lầm. Vậy nên tính khí tốt là một tài sản cần có trong cuộc sống. Cái sai thứ ba, sai trong việc chọn bạn. Ông bà ta thường khuyên con cháu mình chọn bạn mà chơi. Trong cuộc sống không ai lại không có bạn bè, nhưng bạn thì cũng có những loại bạn khác nhau. Tình bạn là đóa hoa hồng và là mối quan hệ cần thiết cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Người xưa có câu: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy." Có thể hiểu nôm na rằng muốn thành công thì chỉ cần chọn đúng bạn mà chơi. Tất nhiên ta chọn chơi với người giỏi hơn không phải để lợi dụng, mà để làm động lực, là tấm gương giúp ta noi theo mà tiến lên. Đi mãi trong sương mù thì lâu dần cũng bị thấm ướt. Hãy thấm thía lời Phật dạy về cách chọn đúng bạn mà chơi. Trong cuộc sống này, suy nghĩ và hành động có thể lây lan, thói quen xấu hình thành từ môi trường xấu, còn hành vi tốt nên hình từ môi trường tốt. Phải biết rằng ta sẽ gặp hai dạng bạn bè trên đời, đó là bạn để gắn bó và bạn để qua đường. Phân biệt bạn và bè, bởi bè thì dễ hợp dễ tan, bạn mới là người đưa tay ra cứu giúp khi ta vấp ngã. Đừng tiếc khi mình là cái phao cho những mối quan hệ mờ nhạt, mạnh dạn buông bỏ mà chọn nắm lấy bàn tay một người bạn đích thực. Bạn để gắn bó là người biết lắng nghe, san sẻ niềm vui và nỗi buồn với ta, thấu hiểu và thông cảm cho ta. Không cần phải vào sinh ra tử, nhưng đồng kham cộng khổ thì không gì không dám, sống thẳng thắn chân thành. Còn bạn để qua đường, đơn giản chỉ là có duyên thì gặp, đi với nhau một đoạn đường, rồi mỗi người một ngã rẽ mà thôi. Họ chỉ tìm tới ta khi muốn vui chơi, khi cần nhờ vả, cũng chẳng ngại ngần gì mà gạt bỏ ta khi đã hết lợi dụng được để bảo vệ lợi ích cá nhân. Đến một độ tuổi nào đó, ta nhất định phải đánh giá lại hai chữ tình bạn. Nên nhớ rằng không có mối quan hệ nào chỉ đến từ một phía. Hãy tìm cho mình những người bạn khiến ta thực sự tin tưởng, là người khuyên nhủ ta những điều đúng đắn, bất chấp mọi giận hờn cãi vã, mà đưa cho ta lời khuyên chân thành. Khi ta chọn được một mối quan hệ tốt, khi ấy ta nhận thức được giá trị sống của chính mình. Vạn sự tùy duyên, phải là người có duyên mới có thể gặp, mà đã gặp thì phải thành tâm hướng thiện mà tiếp cận, như thế mới có thể kết duyên lành với bạn tốt lâu dài. Chọn đúng bạn mà chơi, ta không chỉ nhờ cậy họ có chỗ dựa vững chắc, mà còn là cơ hội để ta hoàn thiện bản thân sao cho xứng với tình bạn ấy. Phát khởi thiện duyên, tự mình sửa sai, sống thiện lành mới mong gặp được bạn tốt. Trên đây là ba cái sai hủy hoại cuộc đời con người, mà chỉ cần mắc một trong số đó, cuộc đời của chúng ta cũng khó có được thành công. Bên cạnh đó, bạn cũng cần ghi nhớ cả những điều sau đây, để tránh càng sớm càng tốt, vì nó cũng tác động không nhỏ đến cuộc đời của bạn về sau đấy. Đầu tiên, khi thất bại, đừng vội vứt bỏ lòng tin. Lòng tin, chí khí là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Mất lòng tin là mất đi mục tiêu. Trong vô vọng, rất có thể người ta sẽ trở nên sa ngã. Bây giờ sẽ có đủ điều níu kéo người ta sa đọa: cờ bạc, rượu chè, tình dục, vân vân. Điều đáng tiếc nhất là người ở trong nghịch cảnh không nhận ra cơ hội tôi rèn ý chí và bồi dưỡng phẩm đức của mình. Có câu rằng: trời sinh ta ắt có chỗ dùng.
Đôi khi nghịch cảnh chỉ là cái cớ để ta quay đầu tìm ra phương hướng phù hợp hơn mà thôi. Thứ hai, khi đắc ý chớ quên mình là ai. Khiêm tốn cẩn trọng mới không phạm sai lầm lớn. Khi đắc ý quên mất bản thân, kiêu ngạo tự tại cũng là lúc ra cơ lỡ bước gần kề. Do đó, đây đặc biệt là một sai lầm không nên phạm phải. Khi những người nỗ lực nửa đời người trả giá rất nhiều để có thể thành công, nhưng khi thành danh rồi, có được bổng lộc rồi lại là lúc khó giữ vững bản thân nhất, bởi vì nhàn cư vi bất thiện, không có đủ ý chí và nghị lực để giữ mình. Cuối cùng đã tự bôi nhọ thanh danh của bản thân, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đây cũng chính là vì đắc ý mà quên mất bản thân, quên mất quá trình cực khổ thành tựu chính mình. Và cuối cùng, đừng sống trái với lương tâm. Con người không thể sống thiếu lương tri. Lương tâm là cái gốc làm người. Một người hành thiện hay hành ác, hết thảy đều xuất phát từ lương tâm. Người có lương tâm thì trước khi hành sự thường tự hỏi bản thân, làm như vậy đúng hay không? Người có lương tâm sẽ cẩn trọng trong từng lời nói, việc làm, nên dễ tránh được sai sót. Không có lương tâm là sai lầm không nên phạm phải nhất. Con người có thể không có tiền tài, quan tước, quyền thế, nhưng không thể không có lương tâm. Bởi lẽ không có lương tâm thì tiền tài danh vọng cũng chỉ đưa người ta đến trước vực thẳm. Bạn thân mến, thành thật mà nói, có lẽ không một ai thích phạm sai lầm hay gặp thất bại, vì nó khiến bạn lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức của mình. Có những sai lầm, bạn có thể khắc phục hậu quả, cũng có thể tìm cách sửa chữa, thế nhưng cũng có những sai lầm chỉ để lại những oán hận và dây dứt trong lòng. Do vậy, sống ở đời có thể tránh được những sai lầm kể trên chính là may mắn nhất, hạnh phúc nhất. Bạn có đồng ý với quan điểm này của Ngẫm Sự Đời hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới video này của chúng tôi nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh.